Tôn đấy cha, chia tay cơn đau. Chia tay sớm mất đau khổ, ngươi chỉ cho ta những nhức nhối và mệt mỏi tâm trí ta. Ta còn trách nhiệm với chồng con mình. Ngươi, hãy bước khỏi đời ta. Ngươi nghĩ chia tay được à? Được chứ, vì ta đã có Colocon Extra. Chia tay ngươi, cơn đau đớn. Colocon Extra chứa paracetamol và caffeine, giúp giảm nhanh các cơn đau như đau đầu, đau cơ, đau răng. Không dùng Colocon Extra cho người suy gan, suy thận, mẫn cảm với thành phần của thuốc, các chống chỉ định khác trên trung tâm dẫn dụng. Đọc kỹ dẫn sử dụng trước khi dùng. Colocon Extra chia tay cơn đau. Quý vị đang theo dõi chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề sốt mọc răng, cha mẹ đừng thờ ơ. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại của chương trình là 1900 77 9968, 01236 229 229 để có thể được tư vấn. Thưa quý vị, có thể thấy là mọc răng là một giai đoạn khá đặc biệt trong quá trình phát triển của bé, bởi vì lúc này là lúc mà đã đánh dấu là bé có sự lớn khôn và có sự thay đổi trong cơ thể. Tuy nhiên thì mọc răng ở trẻ nhỏ thường kèm theo rất nhiều những triệu chứng, bé thường quấy khóc rồi bỏ ăn bỏ bú và khiến cho các bậc phụ huynh cảm thấy rất lo lắng. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể giải quyết được tình trạng này? Ngày hôm nay thì chuyên gia của chương trình sẽ giúp quý vị giải đáp những thắc mắc này. Chúng tôi xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chuyên khoa nhi bệnh viện Stanford. Xin chào bác sĩ. Xin chào Xuân Quỳnh. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, và trước khi đến với cuộc trò chuyện này, như thường lệ, bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Mọc răng là bước phát triển quan trọng của trẻ. Trong giai đoạn này, bé thường có cảm giác khó chịu do răng bắt đầu nhú lên, khiến nếu bị ngứa hoặc sưng tấy và thậm chí là sốt. Trẻ sốt mọc răng do những nguyên nhân khác không phải các mẹ nào cũng biết. Chị Thu Phương có con đầu lòng được 5 tháng tuổi, lần đầu sinh con với nhiều bỡ ngỡ. Chị rất lo lắng vì không biết nguyên nhân sốt là do đâu. Lúc đầu thấy con sốt, tôi rất lo lắng, nghĩ cháu bị ốm vặt bình thường. Thế nhưng cháu hay bị cáu gắt và hay chảy nước dãi. Tôi thực sự là rất là lo lắng. Sốt mọc răng có thể xem là một phản ứng bình thường của cơ thể, nhưng nếu trẻ bị tình trạng sốt mọc răng kéo dài kèm theo các cơn co giật, trẻ khóc liên tục, bỏ bú thì các mẹ nên theo dõi và có hướng chăm sóc bé phù hợp. Chính vì vậy các mẹ cần trang bị những kiến thức về sức khỏe, phân biệt sốt mọc răng hay sốt do những bệnh lý khác để có cách xử lý kịp thời và chính xác, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Thưa quý vị, và nhân vật trong phóng sự vừa rồi là chị Bàn Thu Phương, hiện đang sống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Và chị Thu Phương cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị đến với trường quay ạ. Xin chào chị MC, xin chào bác sĩ, xin chào quý vị khán giả. Chị Phương thân mến, bây giờ chị có thể chia sẻ kỹ hơn cho bác sĩ được biết là tình trạng sức khỏe của bé hiện giờ như thế nào ạ? Tôi có đi thăm khám bác sĩ thì được biết đó là bé sốt do mọc răng. Thì theo như chỉ dẫn của bác sĩ thì tôi hiện tại đang chăm sóc bé ở nhà. Và hiện tại sốt của bé vẫn còn chưa hết. Tôi cảm thấy rất là lo lắng và hoang mang ấy. Rất là mong mà bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi thì cho tình trạng bé của tôi hiện giờ. Vâng, cũng xin được hỏi thêm chị Phương là khi mà bé mọc răng thì chị có để ý thấy là bé thường có những cái thói quen hay có những cái tình trạng như thế nào không chị? Dạ vâng, cái tình trạng của bé thì bé rất là hay chảy nước dãi và bé hay gặm tay mẹ và hay gặp rất là nhiều đồ chơi ấy. Thưa bác sĩ, là đối với những tình trạng của bé như là chị Phương vừa mới chia sẻ thì ngoài ra sốt do mọc răng thì còn có những cái biểu hiện nào khác nữa? Sốt do mọc răng là một biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ. Thông thường là các em bé thường là mọc cái răng cửa trước, xong rồi mới đến răng hàm và mới đến răng nanh. Có nhiều em bé mọc răng thì bị sốt, nhưng mà có những em bé mọc răng cũng chẳng sốt. Thông thường những sốt mọc răng nó thường là sốt rất là nhẹ, chỉ được khoảng 37 độ 5 cho đến 38 độ và chỉ kéo dài trong vòng 2 đến 3 ngày. Cái răng mà nứt lên khỏi lợi thì lúc đấy lập tức là em bé hết sốt. Chân răng nó từ dưới lợi nó đẩy lên thì nó làm cho lợi nó sưng lên. Và hiện tượng sưng lợi như thế thì nó sẽ làm tăng tiết cái nước bọt và đồng thời nó cũng làm tăng nhu động ruột, cho nên em bé có thể chảy dãi nhiều hơn này, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Trong cái trường hợp mà rối loạn tiêu hóa do mọc răng thì em bé chỉ đi ngoài phân nát được khoảng chừng vài ba lần trong một ngày, và khi cái răng nhú lên thì cái tiêu hóa đấy nó lập tức là hết. Thế ngoài ra thì em bé có thể biếng ăn hơn bình thường, thế và có một số em bé thì cũng quấy khóc, nhưng chúng ta cũng đừng nên chủ quan bởi vì cái mọc răng nó là sinh lý. Thế bởi vậy bạn nên theo dõi nhiệt độ cho em bé thường xuyên, và đối với trẻ nhỏ, nhất là em bé dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt về đêm thì bạn nên chú ý cập nhiệt độ cho em bé 4 tiếng một lần, và 38 độ 5 thì chúng ta dùng hạ sốt cho em bé, và khi nhiệt độ chưa đến 38 độ 5 thì chúng ta chườm nước ấm cho em bé. Ngoài ra chúng ta chú ý cho em bé uống đủ nước này, giữ vệ sinh răng miệng cho tốt, bởi vì khi mà em bé sốt mọc răng vệ lợi sưng lên, em bé say bị ngứa rồi hay cắn rồi với cái gì cũng cho mồm cắn, và chính vì nếu như chúng ta không chú ý giữ gìn vệ sinh miệng họng cho em bé tốt thì lợi rất dễ bị viêm, rồi từ cái viêm lợi viêm miệng dẫn đến là viêm họng viêm phế quản, thậm chí chúng ta lại phải sử dụng kháng sinh. Từ cái sốt mọc răng bị bội nhiễm thêm vi khuẩn. Thế ngoài ra chúng ta chú ý cho em bé ăn uống tốt, vì khi là mọc răng em bé thường là quấy khóc, nên bạn chú ý là ăn uống là phải cho em bé ăn thức ăn nó lỏng hơn này, rồi tăng cường bú mẹ cho bú nhiều lần trong
ngày. Và mọc răng đó cũng là đánh dấu một quá trình phát triển mới của em bé. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên chúng ta là 6 tháng bắt đầu cho em bé ăn dặm. Và 6 tháng cũng là cái tháng mà em bé mọc răng. Bởi vậy là khi mà em bé mọc răng, bạn có thể cho em bé ăn bột. Thì một trong những nguyên tắc mà cho ăn là từ đầu bạn phải cho ăn một thức ăn nó lỏng này, từ lỏng cho đặc, từ tinh cho đến thô. Khi mới tập ăn thì bạn cho ít một thôi để cho em bé tập lòng quen dần. Và tôi nghĩ rằng nếu như bạn chăm sóc tốt thì em bé như mình không những mọc răng tốt và cân nặng cũng sẽ phát triển tốt. Dạ vâng, theo bác sĩ là có phải là trẻ nào cũng mọc răng từ tháng thứ 5 giống con tôi không ạ? Và cái tình trạng là kéo dài mọc răng như thế thì kéo dài trong thời gian bao lâu ạ? Thông thường là các bé 6 tháng tuổi với mọc răng, số lượng răng mọc nó bằng số tháng trừ đi 4. Tức là nếu mà em bé được 6 tháng tuổi thì em bé bắt đầu mọc hai cái răng cửa dưới. Mà thường là em mọc thì hai cái một. Đầu tiên bé mọc hai cái răng cửa dưới rồi đến hai cái răng cửa trên. Sau đấy rồi đến cái răng hàm nhỏ số 1 hai cái mọc liền, rồi đến mới đến cái răng nanh. Và quá trình mọc răng của em bé thông thường thì từ 6 tháng tuổi cho lúc mà 2 tuổi thì em bé bắt đầu hoàn thành cái quá trình mọc răng. Và khi em bé mọc đến cái răng hàm là em bé đã có thể ăn được cơm. Em bé nhà bạn mà mọc răng từ 5 tháng thì cũng là bình thường thôi, cũng không có vấn đề gì. Có một số bạn thì mọc răng sớm hơn, thậm chí có những em bé mới sinh ra đã có một cái răng rồi. Thế nhưng có những bạn thì mọc răng cũng muộn hơn. Thế thì cái quá trình mọc răng nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có cả cái yếu tố về di truyền, rồi cả yếu tố về dinh dưỡng nữa. Nếu như em bé nhà mình mà cân nặng mà trong cái tiêu chuẩn của quốc tế, tức là cái em bé phát triển đúng chuẩn, thông thường mọc răng nó thường xảy ra từ lúc em bé 5-6 tháng như con nhà bạn. Nhưng một số những bạn, ví dụ những bạn còi xương suy dinh dưỡng này, rồi những bạn biếng ăn chậm tăng cân này, thì quá trình mọc răng mà nó sẽ chậm hơn. Và có những em bé thì nếu như mà sau 12 tháng tuổi mới chưa mọc răng thì đấy người ta gọi là chậm mọc răng. Dạ vâng, thưa bác sĩ, bé nhà tôi sau khi uống thuốc hạ sốt thì cháu vẫn bị sốt. Thì liệu cái tình trạng sốt như thế có nguy hiểm gì không ạ? Sốt là một cái triệu chứng rất thường gặp của rất nhiều bệnh lý khác nhau. Sốt không phải là bệnh mà nó chỉ là một triệu chứng thôi. Khi em bé có biểu hiện sốt thì chúng ta phải theo dõi nhiệt độ cho em bé thường xuyên. Khi mà em bé sốt đến cái mức mà 38.5 mà chúng ta cảm ở nách thì chúng ta phải dùng cái hạ sốt cho em bé. Vì bình thường sốt là một phản ứng bảo vệ cơ thể. Khi nhiệt độ khoảng 37.5 đến 38 độ thì nó sẽ làm tăng bạch cầu, tăng lượng tế bào lanh phô, tăng các đại thực bào để dẫn đến ổ viêm, tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus mà nó gây hiện tượng sốt cho em bé. Thì khi mà nhiệt độ tăng cao đến quá 38.5 ở nách thì tức là ở hậu môn nhiệt độ đã lên đến 39 độ. Như vậy nó có một sự rối loạn chuyển hóa, rồi nó làm tăng các cái hoạt động trong tế bào và nó dễ dẫn làm nguy hiểm. Khi mà em bé sốt đến mức độ thế thì bạn phải dùng thuốc hạ sốt cho em bé. Và trong trường hợp dùng thuốc hạ sốt thì có những bé dùng thì một lúc hạ sốt ngay, nhưng có em bé thậm chí dùng nó cũng không hạ sốt. Vì bạn biết rằng là về mặt sinh lý cơn sốt nó có diễn biến qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tăng nhiệt, tức là cái giai đoạn này thì nhiệt độ tăng rất là cao. Và dẫn đến giai đoạn thứ hai nó gọi là giai đoạn là nhiệt đứng, tức là có một giai đoạn bình nguyên, cái nhiệt độ nó không tăng nữa. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn giảm thải nhiệt. Nhưng nếu chúng ta dùng thuốc hạ sốt mà chúng ta dùng vào lúc giai đoạn cơn sốt nó đang lên, mà chúng ta không biết rõ là cái đỉnh cơn sốt ở đâu. Có những em bé thì cái đỉnh cơn sốt là 38.5, nhưng có em bé 39 độ, thậm chí có em bé 40 độ mới là cái đỉnh cơn sốt, lúc đấy cơn sốt mới dừng. Bắt buộc chúng ta 38.5 mà đã phải dùng hạ sốt cho em bé rồi. Có những em bé mà cơn sốt đỉnh nó cao thì chúng ta dùng vào lúc mà cơn sốt đang lên, thì sau khi dùng xong thậm chí em bé không những không hạ mà nhiệt độ còn tăng lên nữa. Bởi vậy mà để làm giảm cái điểm điều nhiệt của em bé xuống thấp thì chúng ta phải kết hợp với việc chườm ấm cho em bé. Vì mùa đông cũng như là mùa hè chúng ta nên chườm bằng nước ấm. Việc chườm bằng nước ấm như vậy sẽ giúp cho em bé hạ sốt được nhanh hơn. Và chúng ta biết rằng là một trong những chức năng của máu là vận chuyển nhiệt. Bởi vậy khi mà em bé sốt thì ngoài việc dùng thuốc hạ sốt ra, bạn nên chườm cho em bé, chườm vào bẹn, vào nách, vào gáy, chườm ở chỗ mà có mạch máu lớn. Thì ở đó thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tỏa nhiệt được nhanh hơn và bé đỡ sốt hơn. Ngoài ra thì bạn nên chú ý cho em bé uống thêm nước. Sốt nó không làm mất nước nhưng nó làm tăng cái nhu cầu sử dụng nước của cơ thể. Bởi vậy mà bạn nên chú ý cho em bé uống Odizone, đặc biệt là những em bé dưới 6 tháng nữa. Nhiều khi em bé sốt nhưng mà các mẹ cứ nghe thông tin là em bé dưới 6 tháng thì không uống nước. Bình thường có thể bú mẹ đủ rồi, nhưng mà lúc mà em bé bị sốt thì chúng ta, hoặc là em bé bị ho, em bé bị tiêu chảy, chúng ta vẫn được cho em bé uống nước. Và đặc biệt là uống được Odizone là cái tốt nhất, vì là cái Odizone nó có cả cái thành phần điện giải, nó sẽ bù được điện giải cho em bé sẽ đỡ mệt hơn. Thế ngoài ra chúng ta chú ý chế độ ăn cho em bé nữa, chia nhỏ khẩu phần ăn ra để cho em bé dễ ăn hơn, và nó bù lại được cái lượng khẩu phần ăn của bé trong một ngày, thì nó sẽ giúp cho em bé vẫn duy trì được cái năng lượng để cho hoạt động của các cơ thể. Thế và ngoài ra thì bạn nên chú ý là nếu như trường hợp mà sốt mọc răng mà quá 2 ngày rồi mà bé vẫn còn sốt thì bạn nên đưa em bé đi đến bác sĩ khám để bác sĩ xem là có đúng bé sốt mọc răng không, hay là bé còn vấn đề gì nào nữa, bác sĩ sẽ giúp bạn. Bé sốt do mọc răng và sốt vì những cái nguyên nhân, những cái bệnh lý khác thì cũng rất là nhiều phụ huynh bị nhầm lẫn, bởi vì có vẻ như là cái dấu hiệu của nó cũng gần giống nhau. Và trước khi chúng ta cùng tìm hiểu về điều này thì bây giờ xin mời bác sĩ và chị Phương cùng với quý vị khán giả hãy theo dõi một phóng sự của chương trình. Sốt mọc răng, đây là tình trạng khá phổ biến với các bé khi chuẩn bị mọc răng.
Không phải bé nào cũng bị sốt khi mọc răng và các mẹ cũng không nên nhầm lẫn sốt mọc răng với các loại sốt thông thường. Sốt mọc răng bình thường sẽ không gây nguy hiểm và có thể tự khỏi tới khi răng trẻ nhú lên. Tuy nhiên cũng có những trường hợp bé mọc răng sốt cao và đây có thể là tiến triển của bệnh cấp tính gây nguy hiểm cho bé. Do đó vấn đề trẻ bị sốt mọc răng được khá nhiều mẹ quan tâm và thắc mắc. Để phân biệt sốt mọc răng và sốt bệnh lý, cần hiểu được thời điểm mà bé mọc răng cũng như các triệu chứng. Trẻ bắt đầu nhú những chiếc răng đầu tiên khi được 6 đến 8 tháng tuổi, thường được gọi là răng sữa và tiếp tục phát triển đến khi trẻ được 2 đến 3 tuổi. Ở giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi, răng sữa sẽ được thay thế bởi những răng trưởng thành và dần ổn định khi bé 12 tuổi. Khi mọc răng, trẻ thường sốt, cảm thấy đau nhức, khó chịu và quấy rất nhiều. Sau đó các triệu chứng có thể giảm dần khi răng bé lớn hơn. Đã có nhiều trường hợp trẻ bị sốt do bệnh lý nhưng mẹ lại nhầm lẫn sang sốt do mọc răng. Do đó không có sự can thiệp kịp thời dẫn đến nguy hiểm cho bé. Thưa bác sĩ, có rất nhiều phụ huynh gửi thư đến cho chương trình và cũng có cùng một thắc mắc như vậy, đó là không biết làm thế nào để có thể phân biệt khi mà trẻ sốt do mọc răng và sốt do những bệnh lý khác, thì xin bác sĩ có thể tư vấn và giải đáp được không ạ? Thực ra thì phân biệt người sốt mọc răng và sốt do nguyên nhân khác thì cũng không khó, vì chúng ta biết rằng là sốt mọc răng thường là sốt nhẹ, 37 độ 5 hoặc 37 độ 8 đến 38 độ là cùng, còn nếu mà sốt đến 39 độ thường không phải do mọc răng. Nhưng có một số em bé cái sốt mọc răng, nhất là đặc biệt là cái răng nanh nó ở dưới rất là sâu, khi mà răng nanh nó mọc lên thì nó thậm chí có những bạn còn sốt cao co giật nữa, nên chúng ta không nên chủ quan. Thế thông thường sốt mọc răng thì nó chỉ có những dấu hiệu như là em bé chán ăn hơn một chút này, em bé chảy nước dãi này, rồi em bé ngứa, tiêm cắn lợi vân vân, không có triệu chứng khác, dù như không có ho, không có chảy nước mũi, không có tiêu chảy phân toàn nước. Sốt mọc răng cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa, nhưng bé chỉ đi phân sống nhẹ nhẹ vài lần một ngày, chứ còn không có hiện tượng mà đi ngoài phân toàn nước hoặc đi ngoài phân có nhiều máu mũi. Nếu trường hợp bé như bạn sốt cao trên 39 độ, em bé nôn nhiều này, em bé đi ngoài phân lỏng toàn nước này, em bé ho, em bé khó thở vân vân, thì đấy là không phải sốt mọc răng nữa mà do những nguyên nhân khác, sốt có thể do viêm họng, viêm tai hay viêm phế quản gì không. Vậy thì khi mà trẻ bị sốt do mọc răng thì cha mẹ cần phải xử lý như thế nào? Nếu em bé bắt đầu có biểu hiện là sốt như là 37 độ 5 trở lên, chúng ta phải nên để ý rồi, cho em bé uống đủ nước này, cho em bé ăn uống cho nó đầy đủ này, rồi theo dõi nhiệt độ cho em bé và dùng thuốc hạ sốt kịp thời để tránh trường hợp em bé bị biến chứng do sốt cao là gây cái sốt cao co giật. Con của tôi bị sốt ấy, vì tôi đã cho uống thuốc rồi mà cháu vẫn bị sốt mà bị nôn chớ ra ngoài. Tôi có tìm hiểu trên mạng thì được biết là trên thị trường có sản phẩm là viên đặt hậu môn cho em bé, là sản phẩm Coloco Super 80, thì theo bác sĩ là sản phẩm này có liệu có an toàn không ạ? Cái thuốc hạ sốt mà cái như bạn nói là cái Coloco Super, đấy là cái thành phần hoạt chất là paracetamol. Thì paracetamol là hoạt chất mà dùng cho tất cả các trường hợp sốt và rất là an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Đối với trẻ nhỏ thì nhất là trẻ nhỏ rất hay bị nôn chớ, và nhất là khi em bé lại mọc răng nữa thì em bé lại càng biến ăn lại hay nôn chớ. Thêm vào cái việc mà chúng ta dùng hạ sốt bằng đường uống thì các em bé đôi khi bé nôn ra mình không biết là bé nôn ra bao nhiêu để mà có thể cho uống lại nhiều quá thì mình sợ quá liều, mà nếu không uống lại em bé sốt cao cũng nguy hiểm, vì em bé có thể sốt cao có thể dẫn đến là co giật. Bởi vậy là cái việc mà chúng ta dùng một cái viên đặt hậu môn cho em bé là hoàn toàn hợp lý. Và nhất cái thứ hai là ở trong cái hệ thống trực tràng của chúng ta, cái hệ thống tĩnh mạch nó rất là phong phú, và bởi vậy khi chúng ta dùng cái được đặt hậu môn đấy thì thuốc được thấm vào rất là nhanh, và nhờ ngấm được nhanh như vậy tác dụng cũng sẽ tốt hơn, và nó đảm bảo được cái liều sử dụng có thể dùng cái loại 80 mg, và cái liều dùng thì phụ thuộc vào cái cân nặng của em bé. Chúng ta dùng cái liều từ 10 cho đến 15 mg cho 1 kg cân nặng trong một lần. Sản phẩm này đặc biệt là rất phù hợp cho em bé, đặc biệt là vào cái giấc ngủ, khi em bé ngủ đêm thì chúng ta dùng cái sản phẩm đặt hậu môn, nó tránh cho việc chúng ta phải đánh thức em bé dậy cho em bé uống thuốc, và nó làm mất giấc ngủ của em bé. Có cái hoạt chất là paracetamol được chế dưới dạng siêu mịn, bởi vậy là nó tan rất nhanh khi mà chúng ta đặt vào trong hậu môn cho em bé và phát huy tác dụng một cách nhanh chóng. Và tốt nhất là bạn hãy bảo quản thuốc ở trong ngăn mát tủ lạnh, và khi em bé sốt thì bạn mang ra dùng, đấy là tiện lợi nhất. Liều dùng thì bác sĩ cũng đã chia sẻ rồi, tuy nhiên thì ngoài vấn đề chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt này ra thì còn phải lưu ý những cái vấn đề về ăn uống hay là dinh dưỡng cho bé như thế nào trong lúc mà bé bị sốt nữa ạ? Thế thì ngoài cái việc mà dùng thuốc hạ sốt ra thì bạn đương nhiên phải theo dõi các dấu hiệu nặng để các bạn đưa em bé đi bệnh viện là một. Thứ hai là chăm sóc cho em bé. Bạn biết rằng là một em bé nào bị ốm mà em bé ăn uống tốt, em bé sẽ phục hồi được nhanh hơn những em bé mà ốm mà lại không chịu ăn. Cho nên dinh dưỡng vẫn là quan trọng nhất, mà nhất là trong trường hợp bé đang mọc răng thì bạn biết rằng là canxi nó là cái thành phần quan trọng nhất trong cơ thể con người, và trong cơ thể chúng ta là 99% lượng canxi tập trung ở xương và răng. Bởi vậy khi em bé đến tuổi mọc răng thì bạn nên chọn cái nhóm thực phẩm mà nó có chứa nhiều canxi để giúp cho em bé mọc răng được tốt, ví dụ như là tôm, cua cá và rau xanh. Thì trong những hải sản, tôm cá thì cái hàm lượng canxi rất là cao, và đồng
đồng thời bạn cũng phải cho em bé uống đủ nước. Và điều quan trọng nữa là không được quên, đấy là giữ vệ sinh miệng cho tốt. Nếu bạn giữ vệ sinh miệng tốt, em bé mọc răng sẽ không bị viêm lợi, cũng sẽ tránh được sốt và em bé cũng sẽ tránh được việc sử dụng kháng sinh. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, với mong muốn của chúng tôi đó là đồng hành cùng với bệnh nhân và làm một chiếc cầu nối để có thể kết nối được thông tin, để mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người thân yêu. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho quý vị thông qua tổng đài nhắn tin của chúng tôi. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: sốt mọc răng ở trẻ được xem là bình thường khi nhiệt độ cơ thể của trẻ vào khoảng 39 độ C đúng hay sai? Các bạn hãy tay soạn tin theo cú pháp CB gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn. Chúc các bạn may mắn. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0977996XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước đến tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh của tuần này xin được nói lời chào tạm biệt tại đây. Và quý vị cũng có thể theo dõi chương trình vào thứ ba, thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV2 hoặc có thể gọi điện để nhờ tư vấn cùng với những chuyên gia của chúng tôi thông qua số điện thoại là 1900 77 99 68, 01236 229 229. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Glucon Extra chữa tay cơn đau. Mọc răng là một hiện tượng tự nhiên ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc mọc răng thường không mấy dễ dàng và có nhiều biến chứng ở một số trẻ, khiến nhiều gia đình phải lo lắng và mất ăn mất ngủ vì con. Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình và lắng nghe những tư vấn hữu ích của bác sĩ, chị Phương đã không còn bỡ ngỡ và lo lắng khi bé bị sốt hay quấy khóc do mọc răng. Sau khi tham gia chương trình, tôi cảm thấy rất là tự tin trong việc chăm sóc con. Tôi cảm thấy rất là vui vì tìm được cho con mình một cái sản phẩm rất là tốt và hiệu quả. Hiện tại thì bé ăn và chơi rất là ngoan, bé không còn quấy khóc như lúc trước nữa. Mọc răng là quy luật tự nhiên bình thường ở trẻ nhỏ. Trẻ sốt mọc răng là triệu chứng rõ nhất khi mọc răng. Giai đoạn này của trẻ làm bậc cha mẹ lo lắng, đứng ngồi không yên. Qua những chia sẻ của chị Phương cũng như những tư vấn hữu ích từ phía bác sĩ, hy vọng sẽ có ích phần nào giúp các bà mẹ có được những phương pháp điều nên làm khi trẻ bị sốt mọc răng.